Rồi xin chào tất cả các anh em, hôm nay em sẽ đem đến mọi người một chiếc máy cassette radio nhỏ gọn thôi, đến từ thương hiệu của Sanyo và đây là MR-U4 ha. Thì đối với tất cả những cái dòng U4 thì anh em biết rồi, nó có rất là nhiều kiểu và rất là nhiều model. Đây là những cái dòng mà trẻ trung và đặc biệt là những cái dòng màu đỏ như này, anh em thấy toàn bộ tất cả cái phần kim loại của nó nhôm sáng bóng rất là đẹp luôn. Con này cũng phải đẹp từ 90% trở lên ha. Radio thì full 108 luôn, rồi chúng ta có thể chơi được 3 loại băng normal CRO2 và băng metal luôn. Và ngay chỗ trên cái đoạn này cũng là bằng nhôm nhé. Nút thì sáng bóng, tay cầm này, đẹp kem. Và đặc biệt là đối với tất cả những dòng U4 như này thì đều có cổng in layout và có thể kết hợp thêm cái phần lo bên ngoài để anh em có thể tăng cái phần công suất nó lên. Bây giờ thì em sẽ test cái chất âm cho anh em nghe trước. Cả hai thực xứng đôi. Bước này những năm ngoái chúng tôi ở Hawaii. Chị ngồi đi, tôi sẽ kể cho chị nghe chuyện ngôn tình của hai vợ chồng tôi. Cũng được. Chồng trôi theo con. Chồng không biết rằng là hai xe va chạm này đã được giải quyết hay chưa. Giao thông tại khu vực này đối với tất cả những dòng màu đỏ thì chất âm của nó thì cái giá của nó cũng sẽ cao hơn so với những cái dòng thị trường hết. 2:42 thưa quý vị. Còn ít phút nữa thì rất mong các bác tài vẫn sẽ tiếp tục cập nhật cùng với Quang Đức thông qua hotline của chương trình là 028. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.